anh chị đã đến với kênh của công ty cà phê Lion. Anh chị đang cần tìm mua máy pha cà phê uy tín, chất lượng, giá tốt. Chúc mừng anh chị đã tìm đúng chỗ. Công ty cà phê Lion là một nhà chuyên cung cấp máy pha uy tín trong ngành cà phê. Thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho anh chị 4 dòng máy pha giá tốt, đồng thời đó là những cái quyền lợi chính sách của đối tác khi hợp tác với công ty cà phê Lion. Thì dòng máy đầu tiên tôi muốn giới thiệu cho anh chị là dòng máy đến từ thương hiệu của nước Ý, là dòng máy Carimali 1 rút. Thì máy có công suất là 480 ly một ngày, pha liên tục là 1 giờ là 120 ly. Máy có đầy đủ các chức năng như là các bảng đèn LED tự động, rồi vò đánh hơi, vò lấy nước sôi. Thì khi anh chị mua máy pha từ công ty cà phê Lion thì anh chị sẽ được mua cà phê với giá sỉ của công ty. Thì cà phê giá sỉ tức là sao? Tức là nhà cà phê được mua với giá tận gốc từ nhà máy sản xuất của công ty. Thì trên tay của tôi là cà phê sản phẩm gu số 1 với giá là 150.000, mà 1 kg anh chị pha là 1 kg là được 60 ly, thì tức là 1 ly giá cốt của mình là khoảng tầm 2.500. Thì giả sử anh chị bán 20.000 đi, thì anh chị lấy 20.000 trừ cho 2.500 là ra cái lãi gộp. Mình sẽ tính được cái lãi để mình chi trả cho các chi phí khác như là mặt bằng, nhân viên đó. Thì dòng máy thứ hai cũng từ thương hiệu của Ý luôn. Thì trong tôi sẽ giới thiệu tất cả những cái dòng máy được nhập khẩu trực tiếp từ Ý. Thì dòng máy thứ hai anh chị nên mua trong năm này là dòng máy của tên là Casadio, một thương hiệu đến từ Ý. Casadio là một thương hiệu rất là quen thuộc trong ngành cà phê. Thì Casadio này anh chị có thể nhìn thấy được cái hình thù, rồi hình dáng, kích thước, trọng lượng của nó sẽ to hơn với dòng của Carimali. Thì Carimali hồi nãy sẽ có giá là khoảng tầm từ 40 tới 50 triệu đồng, còn Casadio sẽ có mức giá là tầm từ 45 tới 55 triệu đồng đó. Thì khi mà anh chị Casadio này với chức năng công suất tương tự như Carimali một rút, tuy nhiên vẻ bề ngoài nó sẽ to hơn, hầm hố hơn. Thì khi mà anh chị mua máy pha từ công ty cà phê Lion, anh chị sẽ được chúng tôi bảo hành, bảo trì một cách thường xuyên. Bảo hành tức là sao? Tức là những cái linh kiện bị hư khi quá trình mình vận hành thì công ty sẽ có trách nhiệm sửa chữa. Đồng thời bảo trì tức là sao? Khi mà công ty sẽ có đội ngũ kỹ thuật xuống từng điểm của anh chị hàng tháng để bảo trì bên trong rồi bên ngoài để cho nó vận hành liên tục một cách trơn tru nhất. Tức là anh chị sẽ được yên tâm về cái vấn đề về dịch vụ, rất là thoải mái, yên tâm khi mà hợp tác với công ty cà phê Lion. Tiếp theo đó thì cái dòng máy thứ ba là chúng tôi sẽ giới thiệu cho anh chị là dòng máy pha cà phê 2 rút đến từ Ý. Thì tôi đã giới thiệu xong hai loại của 1 rút, thì bây giờ tôi sẽ giới thiệu tiếp hai loại của 2 rút nhập khẩu trực tiếp từ Ý luôn. Thì dưới dòng thứ ba này là dòng máy pha cà phê 2 rút tên là Carimali Ratica E2 đến từ thương hiệu của nước Ý nổi tiếng. Thì dòng máy pha cà phê 2 rút của Carimali thì công suất là 1 ngày là 960 ly, pha liên tục là 120 ly. Thì sẽ đáp ứng những nhu cầu cao của anh chị. Cái dòng máy này phù hợp cho những quán mô hình lớn hoặc là những quán cần cái sự hoành tráng bề thế khi mà trưng ở trong quầy đó. Thì cái dòng máy này giá bao nhiêu? Cái dòng máy này nó sẽ có mức giá tầm 60 triệu đồng. Tại sao tôi không giới thiệu những cái dòng máy khoảng tầm 100 triệu đồng? Thì nó sẽ làm cho cái chu kỳ, cái thời gian hoàn vốn của anh chị nó dài hơn. Nếu mà giả sử như anh chị nào muốn dòng máy mà cao cấp thì cứ comment phía dưới, chúng tôi sẽ giới thiệu. Thì trong cái clip này tôi sẽ chỉ giới thiệu những cái dòng máy mà nó có cái thời gian hoàn vốn phù hợp cho những ai, những chủ quán tiết kiệm để cho mình buôn bán, kinh doanh tốt hơn. Thì dòng máy này khi mà anh chị mua từ công ty cà phê Lion thì chúng tôi sẽ ngoài cái việc mà bảo trì bảo hành ra, thì chúng tôi đang có cái chương trình là khoảng 4 triệu đồng khi mua đủ 200kg đó. Thì tức là anh chị mua khoảng tầm 60 triệu đi, thì anh chị trừ 4 triệu ra thì nó sẽ ra cái số tiền mà anh chị thực mua của máy pha này đó. Thì cái chương trình này chỉ có trong thời gian ngắn thôi. Thì nếu mà anh chị nào đăng ký sớm, mua máy pha sớm thì mình sẽ được hưởng cái chính sách này. Mà anh chị muốn mua máy thì anh chị cứ để lại số điện thoại phía dưới, thì chúng tôi sẽ căn cứ vào cái số điện thoại phía dưới đó, chúng tôi sẽ liên hệ lại để tư vấn cho mình một cách tốt nhất. Ok, dòng máy pha cà phê thứ hai
Cuối cùng trong đoạn clip giới thiệu hôm nay chính là dòng máy pha cà phê Nova Simonelli FBA2 của đến từ nhập khẩu nguyên con, nguyên linh kiện trực tiếp từ của Ý. Thì nói về dòng máy pha cà phê này là dòng máy quen thuộc của nhiều quán cà phê lớn hoặc là nhiều thương hiệu nhượng quyền nổi tiếng hiện nay như là The Coffee House, Viva, Trung Nguyên, Highland đang yêu thích và sử dụng. Thì một cái nó sẽ có hai cái mức giá nha anh chị. Mức giá cũ là khoảng tầm 60 triệu đồng, mức giá mới là khoảng tầm gần 100 triệu đồng. Đó. Thì mình sẽ có hai cái mức giá để mình chọn. Anh chị chọn cái mức nào thì comment cái số điện thoại phía dưới và ghi rõ luôn là tôi nhu cầu của mình là mua máy cũ hay máy mới. Đó. Thì chúng tôi sẽ đưa cái mức giá chính thức nhất cho anh chị. Tôi nhắc lại là giá cũ là khoảng tầm 60, giá mới là khoảng tầm gần 100 triệu đồng. Đó. Thì dòng máy này anh chị nhìn vô, anh chị nhìn vô hai con máy luôn, hai anh chị nhìn vô cả hai con máy là dòng máy pha Nova Simonelli FB2 này thì sẽ thấy nó sẽ cao hơn, cái gầm của nó sẽ cao hơn và cái bề dài, kích thước, trọng lượng, hình thù của nó sẽ to hơn, nó sẽ lớn hơn cái con Karimali Hadrut này đó. Thì khi mà anh chị trưng bày lên kệ quầy của anh chị với Nova Simonelli thì nó rất là hầm hố nha anh chị. Nó cảm giác như là một chiếc xe bán tải. Thì khi mà anh chị mua tất cả các dòng máy pha cà phê của công ty cà phê Lyon, chúng tôi sẽ hướng dẫn cách sử dụng, hướng dẫn cách pha chế, cách sử dụng là cách sử dụng về máy móc, sử dụng sao cho nó hợp lý nhất, cách pha làm sao cho nó đúng kỹ thuật nhất. Thì cách pha nó sẽ bao gồm như là cách chỉnh độ xay, lực nhấn, tamper, rồi cách pha sao cho cái dòng chảy, rồi các công thức pha chế, công thức của cà phê đen, cà phê sữa bao nhiêu ml, rồi bao nhiêu đường đó. Đồng thời chúng tôi sẽ tặng thêm cho anh chị những công thức của các món nước khác như là trà đào, rồi soda moto trong cái việc mà mua máy pha cà phê. Tức là khi mà anh chị mua máy thì nó sẽ có nhiều cái lợi ích đi kèm đó. Thì trong cái đoạn clip hôm nay chúng tôi đã tư vấn cho mình 4 dòng máy pha được nhập khẩu trực tiếp từ Ý với giá tốt và kèm theo đó là những cái lợi ích. Anh chị nào cần tìm mua máy pha cà phê hãy nhớ tới Lyon, hãy đăng ký kênh, đồng thời comment số điện thoại phía dưới, chúng tôi sẽ liên hệ lại để tư vấn cho anh chị. Cảm ơn các anh chị đã theo dõi chương trình này.